Hi, chào mọi người. Hôm nay Mimi muốn giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới đã có mặt trên thị trường khoảng 5 năm nay, Limbin Cell. Trong cái sản phẩm này, toàn bộ là làm bằng dược thảo, nên khi mình dùng mình rất là an tâm nha. Trong đây nó có dồn những hoạt chất là bisabolic acid, gingerona, hemurin và những hoạt chất khác. Nó sẽ làm giúp cho mình chống viêm, chống oxy hóa, chống đái tháo đường, suy giảm những khối u, diệt khuẩn và chống đột biến. Ngoài ra nó còn là phân hủy chất béo. Mọi người có thể dùng sản phẩm này 6 tháng một lần, và mỗi lần dùng là một chai. Nó sẽ tẩy rửa đi những chất dơ trong cơ thể mình và ngăn ngừa những mầm mống bệnh đang phát triển trong cơ thể mình. Ngoài ra nó còn làm đẹp luôn làn da của mình nữa. Mong các bạn và mọi người hãy thử dùng sản phẩm này.